Minasan konnichiwa. Chúng ta học phần tiếp theo của bài số 23 giáo trình Minano Nihongo. Phần còn lại của ngữ pháp bunpo. Xin xem các câu ví dụ sau đây. Kono bota o osu to ochiri ga demasu. Nếu mà bấm vào cái nút này thì tiền thừa tiền thối sẽ ra. Các em thấy ở đây có to. Nhớ lại cho sensei chúng ta đã gặp tốt trong trường hợp nào nè. Tốt trong câu tường thuật. Cái phần tường thuật cộng với tốt và sau đó là cái động từ mà chúng ta dùng để tường thuật, phải không nào? Rồi, nhưng trong trường hợp này ha, tốt không có liên quan gì đến tường thuật cả. Tốt ở đây là thể hiện câu điều kiện. Câu điều kiện chúng ta dịch là gì? Là nếu và thì. Rồi, vậy điều đặc biệt ở tô là gì? Thứ nhất nhé, là ở trước tô ngữ pháp chúng ta sẽ cộng với động từ phu chư kê. Phu chư kê ở đây là động từ thể nguy a à, thể thể ngắn, tức là thể thông thường. Ở đây là xin xe cũng đang mở rộng ra hơn so với trong sách của các em rồi. Ở trong sách của các em á thì người ta chỉ ghi á, là động từ thể nguyên dạng đi với tô. Động từ thể nguyên dạng hay còn gọi là động từ thể từ điển thì nó chỉ giới hạn là veru thôi các em nhé. Tuy nhiên ha, đi với tốt ngoài veru còn có thể đi với venai, veta, venakata. Vậy nói chung lại đó chính là động từ thể thông thường hay là động từ thể ngắn, động từ fuchuke. Rồi, điều đặc biệt quan trọng hơn của tốt đó là biểu thị những điều hiển nhiên và mang tính yếu. Ở trong tiếng Anh thì chúng ta có điều kiện loại tương đương là điều kiện loại 1, điều kiện loại 0, đúng như nào? Và bởi vì nó mang tính hiển nhiên tất yếu cho nên ngoài là dịch là nếu thì các em còn có thể dịch là hễ nữa. Hễ thì. Ví dụ câu lúc nãy ha, hễ bấm vào cái nút này thì tiền thừa sẽ ra. Rồi. Vì nó cũng là vì nó đi với câu hiển nhiên, với những điều tất yếu, đi trong những câu thể hiện sự khách quan, cho nên nó hay đi trong câu chỉ dẫn, như là chỉ đường, chỉ cách vận hành máy móc thiết bị. Chúng ta đi vào một số ví dụ. Kono chumami o mawasu to oto ga okiku narimasu. Nếu mà xoay, mà vặn cái nấm, cái nút này, thì ô tô là âm thanh sẽ trở nên to lên. Ok, tính từ y đứng trước động từ, chúng ta bỏ y thêm cư vào. Kore o hiku to mizu ga demasu. Nếu hễ mà kéo cái này thì nước sẽ ra. Hikimasu là động từ kéo. Rồi, tiếp theo nhé. Migi e magaru to jiubin kyoku ga arimasu. Nếu mà rẽ phải, magarimasu là động từ rẽ là quẹo. Migi e magaru to, nếu mà rẽ phải thì sẽ có bưu điện. Đây, hai câu trước thì chúng ta liên quan tới vận hành của máy móc thiết bị phải không nào? Còn đối với câu này thì đã chuyển qua chỉ dẫn đường đi. Em thấy chưa? Đây là câu chỉ đường. Tiếp theo nhé. Konobota o osu to kippu ga demasu. Động từ osimasu các em chuyển về thể thường sẽ là osu, osu to. Nếu mà bấm vào cái nút này thì kippu, kippu là vé, vé sẽ ra. Kore o hikimasu, isu ga ugokimasu. Động từ ugokimasu là cử động, là chuyển động. Rồi, vậy các em nối vào nào. Nếu kéo cái này thì ghế sẽ chuyển động. Hikimasu chuyển qua là hiku. Kore o hiku to isu ga ugokimasu. Tương tự nhé. Kore ni sawarimasu. Mizu ga demasu. Chuyển qua nào. Kore ni sawaru to mizu ga demasu. Chugi. Kono chumami o hidari e mawashimasu. Oto ga chisaku narimasu. Rồi nói hai câu lại bằng tô nào. Kono chumami o hidari e mawasuto.
Mawashimasu chuyển qua là mawasu, mawasu to. Rồi, vế sau giữ nguyên. Tiếp theo. Kono chumami o migi e mawashimasu. Chuyển qua mawasu to. Vế sau giữ nguyên. Denki ga akaruku narimasu. Đèn sẽ trở nên sáng. Rồi, chúng ta qua đến câu chỉ đường. À, lúc nãy là xong chỉ dẫn cách vận hành máy móc rồi ha. Ginko wa doko desu ka? Ngân hàng ở đâu? Ano kousaten wa migi e magaru to hidari ni arimasu. Nếu mà rẽ phải ở kousaten là ở ngã ở cái ngã tư thì nó nằm ở phía bên tay tay trái. Em thấy nhá, rẽ phải ở ngã tư thì nằm bên tay trái. Tương tự nè, shiyakusho wa doko desu ka? Rồi các em chỉ đến cái địa điểm này cho sensei nhá. Rồi, thì ở trong phần từ vựng á, chúng ta có sensei có nhắc ha, chúng ta đi với số đếm cộng với me thì chúng ta sẽ đưa ra cái thứ tự của cái số đếm đó. Ví dụ như sensei có là hitochu, một cái, hitochu me, cái thứ nhất. Rồi, futachu, hai cái, futachu me, cái thứ hai. Vậy ở đây á, chúng ta sẽ rẽ ở cái góc đường thứ hai phải không ạ? Thì chúng ta sẽ có là futachu me no kado. O, rẽ phải. Migi e magaru to hidari ni arimasu. Nằm phía bên tay trái. Tiếp theo nào. Bijuchukan wa doko desu ka? Bảo tàng mỹ thuật thì ở đâu? Nằm ở vị trí này phải không nào? Chúng ta làm sao đây? Chúng ta sẽ rẽ trái ở cái đèn tín hiệu là single. À rồi thì nó nằm ở phía bên tay phải. Rồi, ano single no kousaten o hidari e magaru to migi ni arimasu. Đúng rồi. Tiếp theo, jiusazo, bãi giữ xe. Làm sao nào? Chúng ta sẽ băng qua cây cầu. Ano hashi. Ồ, băng qua. Watarimasu. Wataru to hidari ni arimasu. Nằm phía bên tay trái. Den wa wa doko desu ka? Cái điện thoại nằm ở đâu? Nằm ở đây. Chúng ta làm sao nào? Đi thẳng 50 mét thì nó nằm ở phía bên tay phải. Rồi. 50 mét chúng ta nói là 50 metoru gurai, khoảng 50 mét ha. Đi thẳng masugu ikimasu, chuyển qua masugu iku to migi ni arimasu. Rồi, tiếp theo. Danh từ ga tính từ hay là động từ? Danh từ ga tính từ thì các em đã gặp rồi phải không nào? Vậy khi nào danh từ ga đi với động từ? À, đó là khi mà nó không có thể hiện cái sự tác động trực tiếp lên danh từ mà nó chỉ thể hiện trạng thái. Được chưa nào? Rồi, các em lưu ý nhé, khi đó không dùng o mà dùng là ga. Ví dụ nè, trong ví dụ lúc này của chúng ta đó, chúng ta có này là isu ga ugokimasu, cái ghế thì sao nào? Nó chuyển động. Rõ ràng cái việc mình không có tác động lên cái ghế đúng chưa nào? Thì khi đó động từ chuyển động này nó chỉ đang thể hiện cái trạng thái của cái ghế thôi. Nên chúng ta sẽ dùng là trợ từ ga thay cho trợ từ o. Tương tự nào? À, nếu mà chạm vào ở đây thì nước sẽ ra. Nước ra, đây là trạng thái của nước đúng chưa nào? Cho nên chúng ta cũng dùng là trợ từ ga. Rồi, nếu như mà xoay cái nút, xoay cái nấm này về phía bên tay trái thì âm thanh sẽ trở nên nhỏ. Ở đây các em thấy cục sẽ sử dụng là ga đúng chưa nào? Rồi, vậy nhớ cho sensei nhé. Những cái trường hợp mà danh từ đi với động từ mà động từ đó không có tác động trực tiếp lên danh từ thì nhớ là chúng ta không sử dụng o mà chúng ta phải sử dụng là ga. Rồi, khi đó thì chúng ta đang thể hiện cái trạng thái, cái tính chất của nó. Rồi, tiếp theo. Danh từ basho đi với o, đi với động từ chuyển động.
giống như những hình vẽ sensei đã từng vẽ. À, ní thì đi đến đi tới ở trong đó, thì ố sẽ thể hiện là gì? Đi băng qua, đi ngang qua, hoặc là đi từ đó đi ra. Các em nhớ những cái hình vẽ này nhé. Thử làm cho sensei nào. Rồi. Kosaten là cái ngã tư. Đi với động từ là watarimasu. Watarimasu có nghĩa là băng qua. Và chúng ta sẽ ví dụ giả sử là chúng ta đang đi theo hướng này, theo hướng mũi tên của sensei nhé. Rồi, vậy băng qua ngã tư. Băng qua ngã tư. Ở vị trí này chúng ta sẽ dùng trợ từ gì hả các em? Các em suy nghĩ nào. Băng qua. Chúng ta dùng. Ồ, đúng rồi. Tiếp theo nha. Kosaten. Ngã tư. Đi với động từ magarimas là rẽ. Rẽ quẹo ở ngã tư. Rẽ quẹo ở ngã tư là sao nhỉ? À, ví dụ như bây giờ sensei rẽ phải đi. Rẽ quẹo ở ngã tư. Rẽ qua đây. Sensei có hướng tới ngã tư không các em? Hay ngã tư chỉ là cái nơi mà sensei đi băng qua? Đây là ngã tư này nha. Rồi sensei bây giờ đi. Rẽ qua nè. Rẽ qua ngã tư. À, đi băng qua thôi. Cho nên ở đây sensei cũng sẽ sử dụng là trợ từ. Ô. Tiếp theo nhá. Migi magarimasu. Rẽ, nhưng mà lần này là rẽ phải. Đây, rẽ phải. Rẽ phải. Phía bên phải là nơi các em chỉ đi ngang qua hay nơi các em tiến vào? Là nơi các em tiến vào. Cho nên ở đây migi chúng ta sử dụng là ni. Tiếp theo nha, cũng là động từ magarimasu là rẽ quẹo, nhưng danh từ ở đây là kado. Kado là cái góc. Cái góc là ở đâu nè? Cái góc là ở đây. Cái góc là ở đây. Ở đây thì mình có hướng tới cái góc không các em? Hay cái góc là nơi chúng ta chỉ đi ngang qua thôi? À, chúng ta đi ngang qua cái góc thôi. Đúng chưa nào? À, vậy chúng ta cũng sẽ dùng ở đây là trợ từ. Ồ, các em thấy chưa? Cùng động từ đấy, nhưng mà tùy thuộc vào cái hướng chuyển động mà chúng ta sẽ sử dụng ní hoặc là chúng ta sẽ sử dụng ố khác nhau. Tiếp theo nha. Rồi, như cái câu này. Kosaten migi magarimasu. Rẽ phải ở ngã tư. Thì tương tự ha. Đối với Kosaten sẽ là chỉ là đi băng qua thôi. Ô, migi hướng tới. Chúng ta dùng ế hoặc là dùng ní. À, ngoài ní thì chúng ta còn có thể dùng ế đó các em. Tại vì ế cũng thể hiện cái điểm đến mà, đúng chưa nào? Tiếp theo nhá. Cao độ thì sao? Hidari magarimasu. Rẽ trái ở cái góc. Cái góc cũng là chỗ mà chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Thì ở đây là ô. Hidari hướng tới mà. Ế hoặc là ní. Đáp án nhá. Kosaten o watarimasu. Kosaten o magarimasu. Migi e hoặc là ni magarimasu. Kado o magarimasu. Kosaten o migi e hoặc là ni magarimasu. Hoặc là kado o hidari e hoặc là ni magarimasu. Rồi, sensei có bài tập cho các em đây. Các em nhận thấy nè, danh từ phía trước sensei đều là koen hết. Koen là gì? Là công viên. Nhưng lần này sensei lại cho các động từ khác nhau. Động từ thứ nhất là ikimasu, đi. Samposimasu, đi dạo, tản bộ. Watarimasu, băng qua. Hairimasu, vào. Demasu, ra. Imasu, ở. Rồi các em hãy sử dụng trợ từ phù hợp để điền vào những cái ô này. Các em làm trong vòng 30 giây nhé. Nào, chúng ta cùng sửa nhé. Đi đến công viên. Công viên là điểm đến cho nên dùng ế hoặc nấy. Rồi, Samposimasu là đi dạo. Em đi dạo là em đi băng ở trên nó nè. Cho nên em sử dụng ô. Tiếp theo, Watarimasu băng qua. Băng qua, rõ ràng, ô luôn. Hairimasu là vào, bước vào. Nó là nấy.
Demas là ra khỏi công viên, ra khỏi. Ô, tiếp theo, ở tại công viên, ở trong công viên. À, chúng ta dùng nị. Rồi, hy vọng là qua hai cái phần bài tập nhỏ nhỏ này, các em sẽ hiểu thêm về các trợ từ liên quan tới chuyển động. Ế, ní, ố. À, và hẹn gặp các em ở clip sau. Minasan, kotoba to bunpo o oboete kudasai. Nhớ học bài nha các em.